Hi xin chào các bạn đã click vào kênh Thế giới xe máy nhập khẩu. Mình là Thùy Trang. Hôm nay Trang sẽ review cho các bạn dòng xe cũng khá là quen thuộc với các bạn rồi, đó chính là dòng xe Grandeur. Thì Trang hiện tại đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hà Đặng 4 tại địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Ở đây thì bên Trang đang có đầy đủ tất cả các dòng xe Grandeur và màu sắc nha. Phiên bản Grandeur thì nó sẽ có tổng cộng là 3 phiên bản với tổng cộng là 11 màu sắc. Ở đây Trang có hai phiên bản này được trưng bày tại đây, đó là phiên bản giới hạn và phiên bản đặc biệt ha. Phiên bản giới hạn ở đây thì có màu, chúng ta sẽ có màu xanh, chúng ta sẽ có đại diện trong phiên bản giới hạn là màu xanh. Thì với thiết kế của Grandeur thì các bạn nhìn sơ qua cũng không lạ lẫm gì, tại xe này cũng được ra từ đầu năm rồi. Thì cũng Trang sẽ nói sơ qua một vài cái ưu điểm cũng như là một vài cái nhược điểm, khuyết điểm của nó cho mình có thể là có nhiều sự lựa chọn. Và quan trọng hơn là Trang sẽ cập nhật giá bán trong tháng 7 này tại xe máy Hà Đặng bên Trang cũng như là trong toàn bộ hệ thống xe máy Hà Đặng. Thì với thiết kế của chiếc Grandeur thì các bạn có nhìn đầu tiên, ấn tượng đầu tiên thu hút đó chính là cái về bộ đầu đèn xe ha. Đầu đèn xe thì nó giống như là một cái mặt cắt của viên kim cương. Nó có một mặt cắt của viên kim cương có hình lục giác, các bạn thấy không? Đèn thì đèn full LED, cốt pha, cốt trên pha dưới ha. Có chữ Noya Grandeur chạy ngang qua. Đây là một cái điểm nhấn đặc biệt của dòng Grandeur. Tiếp theo nữa là đèn báo tín hiệu nữa ha. Đèn giọt nước dài xuống bao quanh dòng xe của mình. Và thiết kế hai đèn xi nhan. Thì ở đây là xe Grandeur của ta sẽ sử dụng là full LED nha các bạn. Nhưng mà LED là LED vàng, còn là bóng đèn là LED trắng, nhưng mà đây là LED vàng nha. Xi nhan chúng ta vẫn sử dụng đèn LED nhưng mà là LED vàng. Xe thì sẽ sử dụng bộ bánh mâm full xe cho mình trước sau và có thắng đĩa. Ở riêng dòng xe giới hạn này thì nó có thêm một cái nữa là thắng ABS. Nó được trang bị thêm một dòng ABS ha. Dòng ABS, cái dòng dòng này là dòng nhỏ là ABS, chắc các bạn cũng rõ rồi. Đây ABS là sẽ hỗ trợ cho chúng ta chống trơn trượt, đúng không? Hệ thống chống bó cứng phanh rất là an toàn khi sử dụng xe. Với mức giá của Grandeur hiện tại bây giờ đang bán trên thị trường và cập nhật trong tháng 7 này với có mức giá của nó là 50 cũ đã bao gồm thuế VAT nhé. 50 cũ đã bao gồm thuế VAT trong cái khoảng tầm giá chỉ tầm 50 mà các bạn đã có thể sử dụng được cái hệ thống phanh ABS thì chỉ có duy nhất là dòng Grandeur này thôi. Với mức giá này là nó đang cạnh tranh trực tiếp với phân khúc giá của xe Li nè, SH Mod nè. Nhưng mà chỉ có dòng xe SH Mod là nếu mà SH Mod giá thị trường của nó cũng rơi vào khoảng tầm với những phiên bản giới hạn đặc biệt của nó thì nó cũng rơi vào tầm 70 cũ. Thì với xe này chỉ còn 50 cũ thôi. Mẫu mã rất đẹp, hệ thống phanh ABS chống bó cứng rõ đầy đủ cho các bạn thôi. Đặc biệt của cái dòng xe Grandeur này mà Trang phải nói cho các bạn một lần nữa và Trang cũng có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đó chính là khả năng tiết kiệm xăng của xe này. Hiện tại Grandeur đang là khả năng tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam nha các bạn. Chỉ với 1,6 lít xăng thôi là các bạn có thể di chuyển trong quãng đường 100 km. Nó là cái xe đang đứng đầu về cái việc mà tiết kiệm xăng. Đừng ai nói là dòng xe Yamaha không tiết kiệm xăng. Yamaha, những cái dòng xe mà sử dụng BlueCore là cực kỳ tiết kiệm xăng nha các bạn. Nó sơ qua về cái động cơ, nó là BlueCore Hybrid này nè, là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là động cơ của nó sẽ có hỗ trợ thêm động cơ điện nữa, nên là cái chiếc xe này của chúng ta khởi động rất là nhanh, chạy xe cực kỳ nhẹ và giống như êm như một chiếc xe điện vậy đó. Nếu mà các bạn có thời gian hãy ghé qua cửa hàng xe máy Hà Đặng 4, Trang sẽ cho các bạn chạy thử xe, cũng trải nghiệm xe của mình ha. Thì dòng xe này chạy cực kỳ đã luôn, sướng cực kỳ, êm ru luôn. Cái đó là cái về động cơ sơ qua, về thêm một động cơ. Tiếp nữa là về xe này chúng ta sẽ có thêm phần những một vài cái gọi là tiện ích trên xe, đúng không? Đi sâu vào trong đây thì chúng ta sẽ có mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ của xe thì sẽ sử dụng là hệ thống full màn hình là LCD nha các bạn. Full luôn, không có sử dụng những cái gọi là kim chỉ đường kim hay đồng hồ cơ hay bất cứ cái gì hết. Hệ thống stop start. Hệ thống stop ta, cái này là hệ thống điện cho chúng ta ha, tự động ngắt điện giống như hệ thống 3 giây vậy đó, in stop vậy đó. Tiếp nữa là cái xe này thì nó có một cái điểm mà Trang rất thích, đó là nó có sử dụng công tắc đèn, nó vẫn còn đang lưu giữ dòng công tắc đèn cho mình luôn. Công tắc đèn nó chưa có bị lược bỏ, thì cái phần công tắc đèn này sẽ rất là tốt, cũng như là nhiều người Việt Nam của mình rất là thích, tại vì ở ngoài bên mình rất là nhiều hẻm. Cái cua vô hẻm mà thường bây giờ đèn là chúng ta bị lược bỏ hết công tắc rồi, nó cứ chiếu vào mặt người khác là phiền ha. Với xe này chúng ta có thêm một cái nữa là cái hệ thống iConnect. iConnect là sao? Là chúng ta có thể kết nối cái xe của mình với người sử dụng. Là một là chúng ta có thể tìm vị trí của xe nè, theo dõi hành trình của xe nè,
Và một cái nữa là khiến cho chiếc xe của chúng ta thông minh hơn là chúng ta khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta có thể nhận được cuộc gọi trên xe. Có nghĩa là hiển thị cuộc gọi thôi chứ không phải là nghe bác alo nha các bạn. Đó là chúng ta sẽ biết ai đang gọi đến hay có tin nhắn hay là có cái gì đó gấp để chúng ta có kịp thời xử lý công việc của mình. À, thêm một điểm nữa ở dòng Grande mà cho em cũng rất là thích đó chính là bình xăng phía trước. Bình xăng phía trước thì thật ra là không quá nhiều dòng xe có bình xăng phía trước. Nếu như các bạn có tìm hiểu về các dòng xe thì kể cả Yamaha hay là kể cả Honda thì đa phần nó vẫn là bình xăng trong, bình xăng sau khớp. Nhưng mà dòng xe này nó đã tích hợp bình xăng phía trước, nó rất là tiện lợi cho chị em phụ nữ, cũng như là hoặc là khi chúng ta dừng lại đổ xăng thì nó cũng không còn phải đi lên đi xuống nó cầm cần ha. Xe sử dụng hệ thống khóa điện Smart Key. Và trên cái bộ phận khóa điện của chúng ta phía trên nó có tích hợp cho các bạn thêm một cái cổng sạc USB nữa. Cái này là Yamaha nó làm giống y như là của chiếc xe ô tô á các bạn. Cái này các bạn phải mua thêm một cái đẩu để cốp để điện vô nữa nha. Rồi đi xuống sơ từ phía chỗ ổ khóa đi xuống thì nó sẽ trang bị thêm một hộp đựng đồ và một cái móc khóa. Cái này là móc khóa tự động nha. Khi mình bỏ vô là nó tự động sẽ đóng lại cho các bạn luôn, không cần phải ra quá nhiều chi tiết cồng cần. Đi xuống sâu hơn là cái phần để chỗ để chân và diện tích để chân. Thì diện tích để chân của nó khá là rộng rãi, rất là thoải mái luôn, có thể vừa đựng đồ hoặc là vừa chạy xe rất là ok. Và tiếp theo nữa là cái yên. Yên xe thì được bọc da rất là êm ái nha. Về phần đặc điểm mà rất nhiều người thích ở dòng Grande cũng như là Trang cũng vậy, là chị em phụ nữ chúng ta có rất là nhiều đồ linh tinh á, thì cái dòng xe này của chúng ta thì cốp cực kỳ rộng luôn. Cốp xe này có thể đựng cả thế giới. Cốp xe này là một cái cốp xe cực kỳ rộng tại vì nó đưa bình xăng lên phía trước rồi, nên cốp xe của chúng ta có thể để rất là nhiều thứ. Cốp xe của chúng ta có thể để rất là nhiều thứ luôn. Và đây em sẽ nói sơ qua về cái khóa thông minh. Thì đi kèm theo mỗi chiếc xe Grande thì người Yamaha Việt Nam sẽ cho các bạn một cái chìa khóa, chỉ có duy nhất một cái thôi nha. Như là dòng Honda thường nó sẽ có hai chìa, nhưng mà với dòng của Yamaha nó có một chìa thôi. Và nó sẽ cho các bạn thêm một cái gọi là cái mã ID. Đó, đây cái mã ID mình sẽ dây tặng cho bot nè. Cái mã ID ở đây thì có nghĩa là cái mã này nè, nó sẽ là cái mã để mở chìa khóa xe của bạn, hoặc là các bạn sẽ đăng ký vào trong cái tích hợp vào trong cái ổ khóa này. Ví dụ như khi chúng ta mua xe mới, chúng ta muốn mua thêm một hai cái chìa khóa dự phòng, các bạn vẫn có thể mua. Bên mình bên Yamaha Town Hà Đặng bên Trang ở ngay đường Đồng Khởi ở bên thành phố Biên Hòa có một cái Yamaha Town thì các bạn vẫn có bán cho mình cái phụ kiện này nhé. Thì sau đó mình sẽ tích hợp cái mã số này vô trong cái remote của chúng ta và chúng ta có thể sử dụng thêm một cái chìa khóa mới. Các bạn nhớ nha, chỉ có một chìa khóa là chìa khóa zin thôi, còn các bạn muốn thì phải mua thêm. Rồi, cái yên xe của chúng ta được bọc da chia làm hai màu ha. Thì Yamaha cũng cố tình là sẽ chia ra cái màu yên xe để đánh dấu cái phần phiên bản. Như phiên bản giới hạn này của Trang thì yên nó sẽ màu nâu. Đây là phiên bản đặc biệt nè các bạn, hai cái màu này là hai màu đặc biệt thì nó là yên đen nha. Nó sẽ là yên đen. Rồi, chỗ để cho gác chân của chúng ta. Đó, rất là to và xoay dễ dàng, không còn phải gạt lên gạt xuống ha. Ở dưới này sẽ tích hợp chân chống điện. Thì cái phần chân chống điện này nó có một cái điểm lợi thế thì các bạn cũng rõ rồi, là chúng ta sẽ không có cái trường hợp là quên gạt chân chống khi đi ngoài đường nữa. Cái xe này thì cũng có nhiều xe làm rồi, nhưng mà Trang cũng nói là đây vẫn là một cái ưu điểm ha. Rồi về phía rằng dòng xe Grande 2023 này á, thì cái dòng xe này nó đã được thay đổi hoàn toàn về cái phần đuôi xe. Phần đuôi xe nó đã được vuốt lên rồi, nó không còn nhô ra như ngày xưa nữa. Thì cái vòng xe này thì có nhiều bạn còn comment là dòng xe này nó giống như cái đuôi xe này nó giống như là xe danh nước rồi xe Noya ngày xưa. Thì thật ra là em thấy nó không giống lắm đâu. Cái phần này nó vừa vuốt sâu hơn, cao hơn và nó được ôm sát vào trong xe hơn, mà nó có điểm nhấn rất là nhiều, không phải là ấy, là nó giống y chang những dòng xe cũ. Với Trang á thì cái dòng Grande này á, Yamaha thao cực kỳ tinh tế, tại vì đây là cũng nó thuộc vào dòng phân khúc là tầm trung rồi. Đó là bên Yamaha đã lược bỏ hết hầu như là toàn bộ tem. Những dòng xe ở những cái hãng khác là đa phần nó sẽ dán tem rất là nhiều. Thì đây hầu như là đã làm mặt chrome rồi, sẽ có những cái chi tiết tiểu tiết ở trên xe như vậy, mà không có quá nhiều cái chi tiết gọi là tem dán trên xe làm cho cái xe bị sến. Thì xe này của chúng ta rất là đẹp ha, nhìn rất là sang, từ màu sắc nhám cho đến những cái dòng chữ mặt chrome hay là về thiết kế của xe và chiều cao của xe nó cũng khá là vừa tầm. Vâng, thì hồi nãy giờ Trang cũng đã chia sẻ cho các bạn là về những cái đặc điểm ưu điểm của xe. Thì có một cái nhược điểm mà vài cái nhược điểm gọi là nhược điểm ở trên xe này mà Trang không thích thì Trang cũng chia sẻ với các bạn luôn. Thì nhược điểm đầu tiên về cái xe này á, là xe này có một phục thôi.
Với cái xe này thì Trang cũng mong muốn, với mức tầm giá cao như tầm trung như này thì Trang cũng mong muốn là Yamaha hoặc là Honda hãy cải thiện về cái hình phục đi, tại vì khi mà Trang di chuyển á, Trang cảm giác cũng như hai phục thì nó sẽ cân bằng hơn đúng không? Thì Trang nghĩ là cái phần này nó cũng sẽ là một cái nhược điểm, là các bạn chở nặng nó cũng sẽ không ok. Cái nữa là phần yên quá cao nó cũng là một cái ưu điểm đúng không, là có những các bạn giống như là chúng ta sẽ ngồi dáng đẹp hơn, nhưng mà phần yên cao như thế này thì nó sẽ phù hợp với những bạn có chiều cao giống như, từ như Trang là 1m63 thì Trang ngồi chiếc xe này vẫn hơi nhỏ một tí. Nhưng mà chiếc xe này với bạn nữ nhỏ con mà khoảng 1m50 chạy thì nó khá là vất vả đấy. Đó, đấy là một nhược điểm. Và một cái nhược điểm nữa là cái cổng sạc, thì cái cổng sạc theo Trang thì tích hợp ở trên xe á, ngay chỗ vị trí này thì nó cũng khó là khó sạc cho mình, nó tại vì nó sẽ bị vướng vô trong cái phần công tắc đèn đề xe thì nó sẽ cũng hơi là vướng đó. Thì có một vài điểm nhỏ trên chi tiết đó thôi, còn hầu như nếu mà so sánh chiếc xe này với chiếc xe Ly thì Trang cho chiếc xe Grande của chúng ta phải được 9 điểm. À, nó đó ok hơn chiếc xe Ly tầm giá phân khúc của nó rất là nhiều, hoặc là những dòng xe của hãng khác thì chiếc xe xe Grande của Yamaha thì Trang đang chấm là nó có điểm số điểm cao hơn. Sơ qua về chiếc xe là như vậy, và Trang xin nhắc lại một lần nữa với tầm giá xe đang bán trên thị trường là 50 cũ đã bao gồm thuế VAT thì các bạn chỉ cần đưa trước khoảng 20% là bên Trang đã có thể lên hồ sơ cho các bạn rồi. Ngoài ra tại cửa hàng và hệ thống xe máy Hà Đặng bên Trang có nhận ship xe toàn quốc cho các bạn. Bên Trang có nhận ship xe, các bạn có thể chỉ cần chuyển khoản thanh toán trước 30-40% xe là bên Trang sẽ đóng gói xe giao tới tận nhà cho các bạn nha. Và lưu ý đặc biệt là bên Trang sẽ giao bằng xe tải tận tay cho các bạn, không phải là giao bên xe khách để cho giày số tránh giày số xe cho các bạn ha. Và một cái tiếp theo nữa mà Trang muốn chia sẻ các bạn là trong tháng 7 này tại hệ thống xe máy Hà Đặng, tất cả từ hệ thống xe máy Hà Đặng 1 cho đến 8 của bên Trang thì sẽ có chương trình vòng quay may mắn dành cho những khách hàng mua xe mới tại cửa hàng. Các bạn sẽ có một lượt tham gia vòng quay may mắn với giá trị quà tặng lên đến 5 triệu đồng, gồm có quạt máy nè, nồi cơm điện, lò nồi cơm điện, rồi ống siêu tóc, rồi nón bảo hiểm, áo mưa, nói chung là rất là nhiều thứ ha. Các bạn có thể tham khảo tại website bên Trang hoặc liên hệ trực tiếp qua những số điện thoại trên màn hình, hotline trên màn hình thì có nhân viên liên hệ cho mình và tư vấn cho mình cụ thể hơn nhé. Ngoài ra có một điểm nữa là các bạn liên hệ trước cho nhân viên tại cửa hàng bất kỳ bên Trang, nhất là xe nhà Hà Đặng 4 bên mình, thì bên Trang sẽ có phần quà trị giá 500.000 đồng dành tặng cho những bạn có thể liên hệ trước với các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng trước khi mình chăm sóc qua mình qua cửa hàng ha, thì bên Trang sẽ có thêm một phần quà 500.000 tặng cho các bạn nữa. Ưu đãi rất là nhiều, giá xe cũng cực kỳ tốt. Còn trơn chờ gì nữa, xin mời các bạn hãy đến cửa hàng xe máy Hà Đặng 4 tại địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, phường Bình Triệu, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh để xem và trải nghiệm xe Grande. Mong rằng là cái video này sẽ có nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn.